Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đất Thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em bà con mình tham khảo hai cái máy phát cỏ nè, một cái là Magu, một cái là Echo. Máy cỏ em còn nhiều lắm, tại em chưa chuyển hết nha. Em còn ở nhà nhiều lắm luôn á. Em bỏ ở chỗ ngất thì nó quăng tè lay hoặc mấy chân. Đặc biệt là máy bơm nước, máy phát điện em để nè. Mà chưa có thời gian lên sóng cùng anh em. Chỗ em bỏ nhúm như mấy đầm nữa nè, cái đầu bò bây giờ nó mình chưa có sắp xếp ổn định nữa, bà con. Cái này mới về nè, em chưa kịp mở ra câu. Con xé này con mở quanh xăng cho bà con cô bác mình coi. Đó, nhìn ngoài xấu mở ra nó đẹp lanh lùng long lanh vậy đó bà con. Con nhìn nè. Đó. Cái này cái đầm bàn nha bà con. Em nhớ nó như năm mấy 60 kg vậy đó. Bà con nếu mà có đền giống như gì á, hoặc tòa nhà mình chuẩn bị làm nhà đồ đó. Bà con mua này về bà con tiết kiệm được cái nhân lực mình đóng lắm luôn á. Lúc trước thì có một số bà con là mua mặt giam rồi hàng cái vô. Hàng cái thuốc sắt vô dầm phật. Còn giờ có mấy đầm này là bà con chạy quá ok luôn, chạy rất là im. Cái thùng xăng đẹp thì mà ở dưới nó dính gì vậy bà con, gì mấy này chắc đổ xăng vô chạy mất tiêu rồi. Cái này là trước tiên là bao hơi cho bà con cô bác mình nha. Cái này bà con có nhu cầu mà sử dụng á, thì nếu mà bán gì nè, bà con về tự xử lý ha. Nói chung là bà con tự làm cho nó nổ á, thì em bán cho bà con mình là 3,2 triệu em bao ship rồi bà con. Robin E15 đầm em nhớ là 54-60 kg khoảng tầm chỗ đó. Rồi mình qua đây con trai ơi, giờ trở lại cái này các bà con. Đó lại là hai cái máy phát cỏ này. Em với tiền lên tiếp cho bà con mình. Cái máy Echo trước đi. Echo 24. Em nhớ nó nồng nó bự lắm, mày không nhớ chính xác, anh em nào nhớ rõ chỉ giùm em nha. Nó như là 33 ly gì đó. Mà máy này tôm liền nó mới lắp, rất là mới luôn bà con ơi. Tôm liền. Cái xe liền 00808. Để em quay thật là kỹ cho bà con mình coi ha. Nó mới gì nè. Máy này thì cáo nó bằng mũ. Bà con quẩy lâu ngày là nó không có mỏi, cái lưng không có mỏi cái vai của mình, nó nhẹ, nói chung là nó rất là nhẹ. Máy rất là mới luôn. Đặc biệt là về nó có con dây người ta buộc gì nè, em giữ nguyên luôn, em có không thèm tháo làm gì. Cản gác đồ đầy đủ hết trơn luôn, tay lái bự luôn. Bà con nhìn nè. Còn nhà con test hàng cho bà con mình đây. Cái này là hoàn toàn tụi em không chuẩn bị trước nha bà con. Hoàn toàn không chuẩn bị trước. Là gặp nào đẹp lôi ra thử luôn à. Đó. Bây giờ mới giật nè. Đó. Thôi nó chạy không lên. Nhớ lưu ý là con tắt bẻ xuống là tắt nè, kéo lên là chạy. Rồi nhà con kéo lại cái cho bà con mình này, nhảy kinh khủng luôn, rất là nhảy bà con. Rồi cái máy này em bán là không kèm theo phụ kiện nha bà con, nhớ lưu ý nha. Cái này thích hợp cho bà con làm vườn là bá cháy bù giác luôn. Thứ nhất là nó gọn, nó nhẹ, chứ thứ hai là cần lắp nữa, lỗi lớn nè. Lắp anh nhớ nó là 24-25, chắc 25 thì phải. Tay lái chà bá lửa luôn. Nhưng mà máy không có kèm theo là phụ kiện như lưỡi nhớt đâu này kia, là bên em không có kèm ha. Tùy theo cái nhu cầu của bà con mình. Em bán gì cho bà con mình dễ sử dụng nè.
Cái này em tính cho bà con mình là 1.1 triệu em bao ship. 1.1 triệu bao ship nha bà con. Mình đăng kèm cho bà con mình cái ấy đi. Cái dây quẩy. Bà con nhớ lưu ý nha. 1.1 triệu tặng kèm dây quẩy là cái con Echo 240 rồi nè. Máy rất là đẹp luôn. Đẹp dữ luôn. Rồi anh em bà con có bác nào có làm máy này thì alo giùm em nha. Rồi tiếp tục cái con này Maru mà em chưa xác định được Maru 23 26 gì, nó mất cái tem bà con ơi. Mất cái tem. Nhầm tính đại nó 23 đi, cái máy nhỏ. Trời ơi, hơi chụp giật. Chụp giật ba con ốc mà nó chỉ còn có duy nhất một con thôi. Thợ em dọn cũng dữ quá lắm à. Con này, hai con này em dặn lại cho bà con có bắt mình nha. Ba con mà nó còn có. Nó có con một à. Quá dữ trời em luôn rồi. Máy này thì nó rất là mới luôn nè. Mới dữ luôn. Thiếu cái nắp e thì ngồi em gắn lại cho bà con có bắt mình. Cái này thêm được con cái là tay lấy lớn nè, tay hẹn luôn. Còn cái cản gác đó là bên em mới gắn lên nè. Cản gác là cản gác mới đó, chứ không phải cản gác theo máy. Cản gác là cản gác mới. Cái bu quay à. Còn máy bà con vẫn gắn rồi nè. Gắn thiếu luôn vậy đó. Thôi là cái nghề cũ của em nè. Nghề cũ đầu tiên là bán máy phát cỏ. Cái sau này mới nhảy qua máy dầu. Bây giờ bà con thỉnh thoảng cũng có hỏi, nhưng mà hỏi ít hơn ngày xưa. Hỏi lúc em bán nhiều quá thì cái thời gian em nhảy qua bên máy dầu cái bà con không hỏi nữa. Bây giờ bà con hỏi lại. Bình dầu trắng tinh luôn. Rồi em nhận tiền test hàng cho bà con mình nè. Này em tính Maru 23 đi bà con ơi. Bị em không có chắc nữa là 23, 26 thì em tính 23 đi. Quá nhẹ luôn. Mấy anh ngầu quá. Rồi cái này em tính cho bà con mình là 1.3 triệu em bao ship nha bà con. 1.3 triệu em bao ship. Anh nhận kèm lại trước tiên là hai con ốc này, hai nắp chụp bé à, tặng cho bà con cộng với quẩy. Máy này rất mới luôn bà con ơi, này mua mà xài gia đình không biết chừng nào mà hư mới luôn á. Nắp này trắng tinh khiết luôn á. Để em test hàng thử rồi bằng tay chơi luôn. Anh em bà con có bắt mình có làm được một con hai cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin cái đúc cái giới tại đây nha bà con. 1.3 triệu em bao ship. Còn nếu bà con lấy được cặp thì bà con alo giùm em nha. Mỗi cái em bớt thêm cho bà con 50.000 cái. Rồi cảm ơn con trai nhiều nha. Rồi chào tạm biệt bà con.